Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì gần đây Skinnerd vừa mới về Việt Nam rất là nhiều sản phẩm mới. Mình cũng đã sử dụng, trong thời gian đó thì mình đã sử dụng và mình cảm thấy khá là ok, cho nên hôm nay mình sẽ quay clip test lại những sản phẩm mà mình vừa sử dụng của Skinnerd mới về nhé. Thì như tất cả những cái clip trước mà mình test sản phẩm của Skinnerd thì mình vẫn để mặt mộc. Thì bây giờ mình sẽ dán cái máy này lên, sau đó là mình mới làm được cái gì ở trên mặt. Mọi người đợi mình tí nha. Đây là da mặt của mình, đã sử dụng Skinnerd được hơn 6 tháng rồi. Là những cái sản phẩm cũ mà dưỡng da là mình đã sử dụng, và bây giờ về nhiều sản phẩm mới nữa mình rất là thích. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm mà vừa về gần đây. Đây, sản phẩm mới. Đây là tẩy tế bào chết. Đây là tẩy tế bào chết của Skinnerd. Thiết kế khá là bóng bẩy, sang trọng, dễ thương nè. Rồi. Đây, mọi người có thể check cái này để ra được thông tin của công ty, trang web của công ty tại Hàn Quốc. Đây. Ở đằng sau là chữ tiếng Hàn nè, Made in Korea. Thường thì mình sẽ tẩy tế bào chết một tuần tầm 2 đến 3 lần để cho da mình nó sạch sẽ. Tại vì bình thường mà sữa rửa mặt thì nó không thể nào tẩy đi cái lớp sừng của da chết được, cho nên mình phải sử dụng tẩy tế bào chết. Trời, đẹp quá. Đây là dòng tẩy tế bào chết hot nhất tại Hàn Quốc, không chứa axit, độ pH thì an toàn cho da, với chiết xuất từ dịch ốc sên, collagen và hơn 100 loại dưỡng chất quý. Với công nghệ tạo bọt bong bóng sẽ dễ dàng tẩy tế bào chết, thải độc tố cho da, giúp chống lão hóa, sáng mịn da, giảm mụn, giảm tàn nhang, giảm nám và với lại kiềm dầu nữa. Bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem nha. Cách dùng thì rất là đơn giản, chỉ cần các bạn để mặt khô, sau đó mình cho cái này ra tay. Xong để mặt khô nha. Sau đó thoa đều như thế này là sẽ có lên bọt bong bóng thôi á. Đây, nó sẽ lên bọt như thế này nè. Cái bọt bong bóng thì nó rất là mềm, cho nên nó sẽ dễ dàng len lỏi vào các tế bào trong mấy cái chỗ mà nó bị có tế bào chết rồi đó, mấy cái lớp sừng mà da chết á, xong nó sẽ lấy ra bắt bụi bẩn rồi dễ dàng lấy. Sau khi sủi hết bọt bong bóng rồi thì mọi người sẽ massage da mặt trong vài phút rồi mới đi rửa lại bằng nước sạch nha. Sau khi rửa mặt xong thì sẽ thấy da bật tông lên, thì nó giúp cho da sáng lên nữa, thì mình đã tẩy mấy cái tế bào chết của da rồi. Vừa rồi mình vừa giới thiệu và chỉ cho các bạn cách sử dụng của cái tẩy tế bào chết và bong bóng. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu qua sản phẩm thứ hai, đó là tinh chất bơ. Đây là một trong những sản phẩm bán rất là chạy của Skinnerd tại Việt Nam. Chắc không có gì xa lạ với các bạn về sản phẩm này nữa rồi, thì bây giờ mình cũng sẽ nói lại cho các bạn. Tinh chất bơ với 99.6% là bơ hiện tại đang là được gọi là cái nữ hoàng dưỡng da tại Hàn Quốc. Đây, lọ này là 30 lít, các bạn có thể dùng trong 6 tháng. Nhưng mình là mình đã sử dụng vừa hết một hũ, chắc cũng tầm được 6 tháng rồi đó là hết. Buổi tối trước khi đi ngủ hoặc là buổi sáng trước khi make up hay đi ra ngoài vậy thì mình sẽ sử dụng 2 đến 3 giọt lên trên da như thế này nè, rồi sau đó massage đều lên da. Tinh chất bơ thì giúp xe chất lỗ chân lông, thải độc tố. Mình thì thích nhất là cái chất lỗ chân lông, đặc biệt là phục hồi da hư tổn rất là tốt, nhất là những cái loại da mà bị nhiễm các loại hóa chất rồi corticoid của kem trộn thì sử dụng tinh chất bơ rất là tốt. Tinh chất bơ không gây hầm bí da, rất là mát, dễ thẩm thấu. Đây mình hay sử dụng, mình sử dụng nó hết một hũ rồi. Dùng được cho mọi loại da và dùng được cho cả da của trẻ sơ sinh và cho cả phụ nữ mang thai nữa nha mọi người. Đây là một sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, tinh chất từ trái bơ rất là tốt. Đây là sản phẩm bán chạy vô cùng chạy luôn, mọi người phải tậu ngay cái này để dưỡng da. Tiếp theo sẽ là một sản phẩm mới, cực kỳ mới. Đây là kem dưỡng sáng da cao cấp V10. Nghe cao cấp là biết rồi, đây là dòng xịn, rất là xịn. Đây, bên đây thì mọi người có thể check cái mã này ở đây để biết được về công ty, về sản phẩm Skinnerd tại Hàn Quốc. Mình đã sử dụng cái kem V10 này được tầm 10 ngày và cảm thấy là da mình trắng sáng hẳn lên, trông thấy. Đây là kem mà dưỡng sâu từ bên trong. Mình chưa có thấy một cái loại kem dưỡng da nào mà có khối lượng nhiều đến như vậy. Đây, thì đây là 100ml. 100ml không độn đáy nha mọi người. Bởi vì mình thấy hầu hết các loại kem khác ấy, nó đều bị độn một cái cục ở trong này, nó làm cái thiết kế á, xong rồi cái ở trong nó bị ăn gian cái khối lượng. Nhưng mà ở đây là sản phẩm của mình cao cấp và không hề có cái vấn đề đó. 100ml là đủ 100ml kem, rất là chất lượng. Ngoài dưỡng sáng da thì cái kem V10 này nó còn giúp phục hồi da hư tổn, nhất là các loại da mà bị nhiễm corticoid do kem trộn, rồi các loại da rất là yếu, da nhạy cảm. Kem thì thẩm thấu rất là nhanh, thẩm thấu sâu, với lại không có chín nát, cải thiện nám, tàn nhang, với lại là chống lão hóa. Kem rất là to, với lại nhiều, mình sử dụng lần một ít thôi là đã
là một lớp kem lót khi make up rất là tốt, lại là sẽ làm cho da mình mịn hơn, khi mà make up mình sẽ thấy mịn hơn. Đối với mình thì da đẹp phải là cái làn da khỏe khoắn với lại là mịn màng. Đây mình sẽ sử dụng. Rồi bây giờ là mình sẽ giới thiệu với các bạn kem nền. Đây là tới cái dòng make up rồi, kem nền SK Cell. Đây là một cái loại rất là mới của Skin Addict. Cái kiểu dáng ở ngoài nó nhìn giống cái tẩy tế bào chết và bong bóng lúc nãy á, xinh lắm. Tương tự các sản phẩm khác thì mình cũng check cái mã code ở đây để mình biết được thông tin của sản phẩm. Thành phần cũng được chiết xuất từ dịch nhầy của ốc sên. Thì dịch nhầy của ốc sên là một thành phần mà giúp cho làm mờ các vết nhăn cũng như là làm bảo vệ da rất là tốt. Thì đây là cái kem nền này, vừa mà make up luôn mà lại vừa dưỡng da thì quá tuyệt đúng không mọi người. Đây là dạng kem nền có độ che phủ rất là tự nhiên, rồi chống nắng hơn 5 tiếng. Nói chung là các sản phẩm Skin Addict đều chú trọng dưỡng da, make up. Các thành phần trong make up cũng phải dưỡng da cái đã, các sản phẩm make up là đều dưỡng da được hết nè mọi người, yên tâm, vừa dưỡng da mà vừa đẹp luôn. Nhưng mà bạn nào muốn muốn da mình che phủ tự nhiên á thì mình sử dụng cái kem nền SK Cell này, còn như là muốn che phủ nhiều hơn á thì mình sẽ dùng cái BB stick. BB stick thì cũng của Skin Addict luôn. Mình sẽ sử dụng tay luôn cho mọi người nè, như massage vậy, như kem nền SK Cell này che phủ tự nhiên rất là xinh xắn mà còn giúp cho da mình căng bóng tự nhiên nữa, mịn màng á mọi người thấy không. Da đúng là sản phẩm của Hàn Quốc có khác, nhìn make up lên cái thấy da giống Hàn Quốc liền. Rồi đây, là mình test một bên cho mọi người thấy được hai bên nó khác nhau như thế nào. Rồi bây giờ mình đánh cho mặt. Ta-da, xong rồi. Vậy là mình đã giới thiệu xong với các bạn kem nền SK Cell, vừa dưỡng da mà vừa make up rất là tiện lợi và xinh xắn. Sản phẩm mới của Skin Addict luôn. Bây giờ sẽ là kem má hồng của Skin Addict. Đây là sản phẩm không còn gì xa lạ với các bạn, tại vì từ lúc đầu bắt đầu Skin Addict từ Việt Nam là đã có cái kem má hồng này rồi, và mình bán rất là chạy bởi vì cái độ tự nhiên và tiện lợi của kem má hồng, dễ đem theo nè, rồi sử dụng rất là dễ dàng á. Mình sử dụng từ lúc mà mới có kem má hồng tới giờ luôn mà còn nhiều ơi là nhiều ơi là nhiều luôn, không biết tới chừng nào mới hết nữa, mà rất là tự nhiên như là da mình ửng hồng lên vậy. Trong các sản phẩm này đều có thành phần dưỡng da hết nha mọi người, thấy xinh hơn rồi đó. Rồi đây, để mình đánh như này luôn. Thì rất là dễ dùng hả, nhanh gọn lẹ tiện lợi vô cùng đó, vậy là thấy xinh lên rồi. Má hồng thì mình có đây là ba màu, mình thì lúc nãy mình sử dụng màu số 2, nhưng mà đối với mình thấy màu nào cũng dễ thương, màu nào cũng đẹp, cũng hợp da hết trơn á, cho nên là không có cái gì để giới thiệu thêm về hai cái màu này. Hai màu này cũng rất là đẹp, khách mình mua cũng khá là nhiều. Rồi cuối cùng, để hoàn thành cái gương mặt vừa mới make up sơ sơ của mình thì mình sẽ sử dụng son. Thì son của Skin Addict đây, không lì nhưng cũng không phải là son bóng. Mọi người có thể đánh cả lồng môi và cả full môi thì rất là đẹp. Mình sử dụng cho các bạn xem. Son của Skin Addict thì thiết kế đầu bút chì rất là dễ sử dụng lên môi, viền môi hay là đánh lồng môi thì rất là tiện dụng. Đây, son rất là xinh, rất là dễ thương. Mình thích cái mùi nó hơi thơm thơm nhẹ nhẹ, với lại là sử dụng rất là lâu trôi, tại vì mình sử dụng cho mình ăn cả ngày luôn mà thấy nó vẫn còn rất là nhiều. Son thì cũng có rất là nhiều cho các bạn lựa chọn nha. Đây, Skin Addict. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu các sản phẩm của Skin Addict, cả sản phẩm cũ và những sản phẩm mới cho các bạn. Để mình list lại cho các bạn nha. Đầu tiên là tẩy tế bào chết bọc bong bóng SK Cell, đây rất là xinh, dễ thương. Thứ hai là nữ hoàng dưỡng da tinh chất bơ. Thứ ba là kem dưỡng sáng da V10. Và đây là kem nền SK Cell vừa dưỡng da vừa make up. Đây, kem má hồng Skin Addict, nhỏ gọn dễ thương. Và cuối cùng là son. Mọi thắc mắc về sản phẩm cũng như tư vấn